này thì xỉ nó vậy nè mọi người ơi. Cả nhà bữa nay em đi vô cái nông trại trang trại bí á, từng sau đi em đi trang trại bí cho mọi người xem bí nha. Nhà ơi, bây giờ em đi chợ Migro nha. Migro là chợ của thị sĩ nè. Bây giờ coi bán gì. Sáng á, bánh mì á, bánh mì sáng á là nó nóng lắm luôn á. Bánh mì tươi mới ra lò luôn nè. Có mua bánh mì không? Coi ngoài bánh ngọt thử nha. Ờ, bánh mì shop đi, anh mua đi. Nó mê lắm nè. Ờ, anh mua đi. Mua trên hai cái donut nha. Donut mà không có donut đường cũng ngon nè. Donut nha mọi người, cái bánh donut nè, donut đường chứ không có sô cô la nha. Đây bánh mì thắt bính nè. Bánh mì thắt bính. Đây nè. Ờ cái mày nó cứng nhắc cái mền, bánh mì này ăn với súp mới nổi chứ ăn không nuốt không nổi mọi người, nó cứng nhắc luôn à. Đây là tiệm bánh mì của người thị sĩ làm nha. Trong ngay trên cái lò luôn mọi người. Bánh nào mình thấy nó nóng hổi luôn đó. Đó, quá trời luôn. Cả nhà ơi, ừ. Cả nhà bí nè, sắp sửa tới Halloween nè, mùa thu là bí bán quá trời luôn. Bí này nó rất là dẻo luôn nè, anh đã mua bí không? Bí này dẻo lắm luôn. Thôi để vô cái chỗ kia kìa. Ờ. Bí này dẻo, bí này cũng ngon nữa nè. Bây giờ nhìn bí là tới mùa thu ha mọi người, sắp sửa Halloween rồi nha. Để vài bữa nữa em đi vô cái nông trại trang trại bí á, từng sau đi em đi trang trại bí cho mọi người xem bí nha. Em đi mua thịt bò thôi mọi người ơi, cho nên em không có lạng vô mấy cái quầy này. Em lạng vô quầy thịt thôi. Đi ngang sơ sơ lướt lướt sơ sơ mọi người xem nha. Đồ bánh đồ. Rồi bây giờ lại quầy thịt nha. Mua sữa cho con đó ba, mua sữa ba ơi. Lấy lốc sữa ba ơi. Sữa ở đây nè. Sữa. Đây là tiệm thịt. Tiệm thịt ở thị sĩ nha, chán đời lắm mọi người, nó không có thịt giống như Việt Nam mình nha. À, có sữa không? Đây là quầy thịt tươi nè, mọi người nhìn thấy đâu có thịt ba rọi đâu. Đúng không? Trời ơi, chán dễ sợ luôn á. Đó. Đó, ở thị sĩ mà kiếm thịt ăn giò heo, đồ thịt ba chỉ đó là thua. Thịt cốt lết nè. Ăn nhiều mình lại kêu ta cắt nha. Còn đây tủ cá nè. Thị sĩ không có biển, không có sông, chỉ có hồ thôi, cho nên cá này cũng nhập không đó. À, cái chỗ này là cái chỗ mà sale nè. Thích ăn đồ sale rẻ tiền thì lại đây nha. Em cũng một trong những người săn đồ sale đó. À, em kiếm được cục thịt này 25 đồng, nó còn 16 đồng nha. Một em. Ở đây sẽ trúng mánh gì ta đi mua thịt bò đó. Ờ, cái thịt bò nha. Cái thịt cánh gà. Cá hồi nè. Lấy cho này cái xanh casino hộp bịch nè. Cái gì vậy nè thấy? Thịt thỏ mà. Thịt thỏ không ăn đâu. Không có à. Nói chung là nó sale vậy kiếm được cục thịt bò 16 đồng. Ở đây có cá nữa nè. Giờ đang sale nè mọi người. Ô con gà nè. Gà hai con 15 đồng nha.
Dài này gà công nghiệp 215 đồng, nhưng mà dài này nó dở lắm. Đó, cánh gà bữa nay nó cũng sale luôn nè. Hộp 7 đồng mấy hộp. Đây là người ta cắt sẵn nè. Trời, lúc này thèm cơm sườn lắm mà giảm cân không dám ăn mọi người ơi, là khổ ghê. Thôi nấu nhiêu được ha. Rồi thịt bò. Kiếm xương bò nấu luôn. Kiếm xương bò nè. Đó. Bún bò Huế. Cá xương bò đó hai hộp đi. Rồi hai chồng em đi mua thịt bò. Thịt bò gì nấu bún bò Huế ăn mừng điện thoại. Đủ rồi. Thôi không mua gì nữa đâu. Ăn điện thoại no rồi, không mua gì nữa đâu. Ở đây sữa không có nguyên lốc ha. Mình mua hai hộp đỡ đi ha. Hai hộp đỡ đi. Có nhiều quá nặng. Này. Vanilla này mua hai chai cho em uống rồi. Chồng em đi mua thịt salami. Thịt thông khói á. Rồi vậy rồi ăn như đủ rồi. Cảm ơn mọi người đã đi chợ với em Hiền nha. Lát nữa về nấu bún bò Huế với em nha mọi người. Ở đây hôm nay thứ hai mà chúng ta chợ. Chợ cũng đông lắm nha. Sô-cô-la Thụy Sĩ. Mọi người thích ăn sô-cô-la không? Em ở Thụy Sĩ chứ em không mê ăn sô-cô-la nha. Là cái món bún bò Huế của em nay mua được có nhiêu đó mọi người đó. Hello. Nhiêu đây chắc cũng trên 50. Mọi người đi chợ cái 50 mấy đồng đó, 56 đồng đó. Dạ. Bắn cái sơn thấy không? Ai cái tay kia này sẽ stick cái tên. Dạ. Thấy không? Mày đặt đi xách đồ đặng lên bên khỏi giá tiền. Xạo xạo nè, cứ đợi cho khỏi giá tiền nè. Đây chợ bán bông nha, bông đẹp không? Thấy bông thấy mê ha. Tiệm bông ở Thị Sĩ đó như vậy nè. Lâu có cái anh này anh bán ba cái đồ của Ý nè. Thịt chăm bông, thịt khô đó mọi người, phô mai rồi cái cục phô mai hoành tráng lệ chưa mọi người, phô mai có bự như nè. Chắc 50kg luôn. Ờ có bánh giống bánh tiêu vậy trời. Ờ bánh gì vậy? Giờ bánh gì mà giống bánh tiêu quá vậy ha. Ngon quá vậy. Bánh tiêu bánh cao bánh ú vậy kìa. Hình như mà cố ý nha, ravioli Asia chicken nha. Chưa vô đây ăn lần nào, bữa nào vô mình ăn thử ta. Đó Asia chicken. Xe xịn kìa. Xe mới. Hello cả nhà nha. Sau khi đi chợ xong rồi thì giờ về phải nấu ăn mọi người. Bây giờ em sẽ nấu bốn bún bò Huế nha. Mời cả nhà cùng nấu với em nha. Bây giờ bún bò Huế nè em mua. Người ta mở mấy cái thịt nha. 700g với đây nè, 1.4 kg thịt, 2 cục thịt này nấu bún bò Huế nha. Xương này 2 cục xương. 2 cục xương này 4.50 đồng, có nghĩa xương bò đó là 9.50 đồng 1 kg. 2 cục này 476g là 4.50 đồng nha. Thịt bò này là 32 đồng 1 kg. Thịt bò mà gọi là sheep flesh market nè. Còn loại này là được số gần là 22.90 đồng/kg, cái cục này là 16 đồng. Nói chung là cũng hơi đắt mắt đó. Thêm đây hai cục xương này nữa. Nói chung xương 9.50 đồng/kg mà mọi người ơi, hai cục như là 5.40 đồng, hai cục xương này gần hơn 100.000 đồng ha. Hai cục xương ha. Trời ơi, sữa. Đó. Rồi nấu bún bò với em nha mọi người ơi. Hồi nãy là em đi chợ Miro á, em mua thịt bò đó mọi người. Bây giờ em rửa nó nha. Cái này phải rửa muối không thôi nó hỏng. Thịt action là phải ăn liền á. Thịt này đã giảm giá đó mọi người. Mua mình phải ăn liền. Để lên đó thì bị hôi.
xương, xương xương lớn luôn. Ôi xương này cũng có thịt nè. Nấu cái nước nó ngọt. Xương này nấu phở ăn chắc ngon lắm nha. Em mới vừa dọn về làm vô bếp cho mình. Bún bò Huệ. Mấy anh bún bò Huệ với anh thị sĩ nha. Rồi cục bò nó đông đá rồi nè. Còn người giờ vô mùa thu rồi trời lạnh đó. Trời lạnh lạnh á, ăn muốn thèm bún bò lắm mọi người. Bún bò ăn ấm bụng lắm luôn á. Ở nhà ai nói là em nấu nồi này là cái nồi này chục lít luôn á mọi người. Mà nấu mình ông xã ăn là 2 ngày là hết luôn á. Nấu chắc là còn khoảng 8 lít. Mà sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn là ăn 3 cử luôn là 2 ngày là hết nồi bún bò. Bò thơm em không nhờ xả nhiều á mọi người, mà em có mấy con xả thôi kệ, có nhiêu ăn nhiêu nha. Thịt bò nè mọi người, mà anh chị em có trộn, muốn trộn trước thì trộn, còn không trộn cũng không sao, không trộn thì mình phải chịu khó vớt bọt nghe. Thịt rồi nấu cái này chắc ăn chứ hơi bị nhiều không mọi người, nhiều thịt lắm luôn ha. Wow, nó cũng bò hoành tráng lệ. Em có củ hành nhỏ đây, nên bỏ 2 củ cho mọi người. Có củ hành bự thì 1 củ thôi, còn hành nhỏ như em thì 2 củ. Để bún bò thơm hay không mình phải bỏ vô cái gì? Rau găm nha mọi người. Rau găm mình lấy lá rồi còn cọng mình giữ lại mình bỏ vô đây nha, mình nấu cá thơm nha. Em còn có chút xíu nên là thôi kệ bỏ vô. Có đỡ hơn không nha. Chứ mà nếu mà anh chị em mà có rau găm đó, mình thái mình bứt vậy mình bỏ cái cọng vô mình nấu nó rất là thơm. Trái thơm có thể là không có cũng được, nhưng mà cái cọng rau găm mà không có là nó không có thơm đâu á, không có thơm nhiều chứ không phải là không thơm nha. Nấu bún bò ngon là nhờ cái cọng rau găm á, nó làm cho cái mùi bún bò nó thơm nhiều hơn. Rồi để bỏ xíu muối vô nữa nha, nấu từ từ nha mọi người. Cái nồi đang chục lít luôn á. Rồi bây giờ chờ cho nó chín, nó sôi lên vớt bọt nha. Trong cái thời gian mà chờ nước sôi để vớt bọt đó, em đi lặt rau mọi người. Đang rửa rau nè. Kỳ này mua rau không có rau sẵn rồi, rau muống phải tự bào, bắp chuối cũng tự bào luôn. Cho nên hơi bị cực xíu nha. Thời bún bò này bữa nay hơi bị mất thời gian rửa rau nha mọi người. Rau răm á, ăn bún bò phải có rau răm nha. Bún bò phải có rau răm nó mới thơm nha. Rồi, chờ em rửa rau răm xong em đi bào rau muống cho mọi người. Em có cây bào rau muống đặc biệt lắm luôn á. Rồi mọi người, hôm nay em có hành lá nè, mua mấy bữa nó hơi héo nè. Rau muống này cách 3 đồng mấy như chợ bịch á. Có ngò nữa nè. Rồi có bắp chuối nữa, rồi tha hồ mà lặt nè, mà cái nhà lặt phụ em nha. Cả nhà biết cái này là gì không? Cái này nè, cái này là cái bào rau muống nha. Ví dụ như rau muống nó nhẹ mô mình thọ. Mình xỏ vô nha. Xà mình tước nó ra. Đó, mà chịu có hơi bị lâu xíu nha. Đó. Thấy không, được rau muống bào thấy không? Thấy không, ngầu chưa? Nữa nè. Phải sọt từ cọng nha. Chứ không có được, em không có đồ bào mọi người. Chứ cha nó dính là cái này cũng chật ruột lắm mọi người. Nhưng mà cũng có đỡ hơn không nè. Thấy không? Nó xẻ ra nè. Việt Nam, cái này Việt Nam mang qua đó mọi người. Rồi nhưng mà nó khó lắm luôn đó. Này nữa nè. Làm lầm cho mọi người coi vài cái thôi nha. Đó. Biết em làm có sai ha, đúng không? Rồi xí hình nó kéo ra ha. Ôi mà dướng hoài mọi người. Rồi. Làm thử lần nữa nha. Thôi bị công phu rồi, nó bị kẹt ở đây nè. Trời này là mấy cái lưỡi lam á. Khó mọi người ha. Rồi tôi có đỡ không nha. Rồi kéo nha, đó, được. Thank you.
sao mà 15 phút là em lăn lộn với cái đống rau muống của em là được bao nhiêu rau muống nè mọi người, rau muống bào, rau muống trẻ đó. Thấy ghê không? Trời ơi. Rồi mọi người ơi, tới công đoạn vất vả của em là này nè. Là sắc bắp chuối nha, cái bắp chuối này hả? Trời, cắt bắp chuối nó nói chung là không thích. Thường thường em mua là người ta cắt sẵn, người ta bào sẵn. Bắp chuối bào sẵn, rau muống bào sẵn á. Về nó nhanh mà nó không có bại tùm lum phải không? Chịu khó mắc một chút xíu. Còn cái này hả, bây giờ về coi mọi người coi bài này ha. Nó đổ ra tùm lum hết trơn á. Bắp chuối mà quấn kỹ gì nè. Ấn luôn. Mọi người coi cắt bắp chuối nha. Chờ cắt bắp chuối nha mọi người. Khổ ghê luôn. Cưa cái này, cưa bắp chuối nha. Rồi bỏ vô đây cho nó, hồi nó đang thui ngâm đó. Em thử em liếc dao này lần nữa em cắt coi sao mà khổ dữ vậy ta. Tại vì em ghét có bắp chuối mà em về tự cắt nó chứa đông đứt luôn. Trời ơi, thì cái là tình luôn. Rồi mọi người ơi, qua 365 kiếp nạn á, là em cắt được cái đôi bắp chuối xong rồi nè, nhưng mà nó hơi dày. Thôi kệ ha. Trời chật là dù cái lắm mà dao luộc. Cưa dữ lắm mới hết cái bắp. Cái này mà không có màu, nó không có ngon. Phải cho màu nhiều nhiều vô. Uống bò quế có màu rực rỡ. Uống bò Huệ là phải có màu rực rỡ. Nó mới hấp dẫn nha. Em làm gì cũng đụng đụng cho mọi người hay cầm lem em lắm luôn á. Tay chân mất gần dậy gần sao. Vớt bọt xong rồi đó, nói chung là nó sạch rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ hạt gì sa tế vô nha để cho nó thơm nha. Bây giờ mình nấu riu riu thôi. Ôi ôi, mình sẽ nấu riu riu á cho nó thấm, không có cần phải đổ nhiều lửa lạnh lửa lớn nha. Rồi cái này em phải làm thêm dầu màu điều rồi, nó không có đỏ nha. Làm thêm miếng nữa mọi người, dở quá ha, làm hai lần luôn. Bây giờ bỏ thêm dầu điều nữa nha. Ủa cái này hơi thắng, hơi bị đen luôn á.
rất màu nha mọi người. Bọt ở trên là màu ở dưới nè. Rồi để nó cho nó chín nha mọi người. Rồi bây giờ mình đi lục bún nè. Lục bún cái nồi nước mình tráng lại. Hôm nay mình không có bún bò, chỉ có bún cộng nhỏ thôi, không có bún cộng bự. Mọi người bún bò Huế ăn cộng bự nó mới ngon nha. Thật vậy có gì đã nói nha. Không cần nước sôi đâu mọi người, cứ bỏ vô đậy. Lục nào chín thì ăn thôi. Chín bún, bún ba cây tre. Bún hộp đi bò Pháp mua. Bỏ miếng đường vô cái nồi bún bò Huế cho nó có vị nha mọi người. Hai muỗng đường nghe, nước mắm nữa, cho một muỗng mắm nêm vô nha mọi người. Thôi thúi quá. Thôi cái này mắm nêm thì nồi ăn bỏ vô đi, để thúi miệng nồi luôn. Cho nước mắm đi nha ha. Hết nước mắm rồi nè mọi người ơi. Coi tại chợ cho nước mắm không. Nước mắm ban cua 13 đồng chai. Rồi nha, bây giờ chờ nó chín ăn thôi. Cập nhật nồi bún bò. Lâu lâu gình nó dứt bọt đó nha mọi người ơi. Để em kiểm tra coi thịt nó chín chưa nha mọi người. Ôi là la. Nó vừa chín tới thì nó ngon, chứ mà chín quá nó mềm không ngon rồi. Chín rồi. Dai dai nó mới ngon nha. Cục này sao đây? Cũng chín luôn rồi. Dứt ra mọi người. Mọi người cơm dứt thịt bò ra nha. Trời nó bự quá trời bự luôn. Ồ. Thơm phức mọi người ơi, thịt bò. Hai cái thịt bò luôn á. Hơn 2 kg thịt bò chứ. Wow, em làm rớt cái nó cầm vậy rớt xuống cái nó văng đầy mặt em luôn. Thì nó phỏng luôn. Rút kinh nghiệm xương máu. Phải chọt nó cho nó lủng cái cầm nó lên. Đó, gì nè. Chọt nó rớt bò nó đổ xuống nó văng ha, đầy đầu luôn. Trời ơi. Rồi. Đây là thịt bò của em nha. Đợi nó nguội em sẽ xắt nghe mà cái nhà chờ mà ăn thịt bún bò Huế với em nha. Bây giờ nêm nếm nha. Bữa nay không có cái cục nêm mọi người ơi. Bây giờ mình nêm bột ngọt nữa nha. Bữa nay không có cục nêm là thua. Một cái nồi nước lên láng mà cái cục nêm là nó không ra mùi. Cho nên bắt buộc em phải bỏ miếng bột ngọt. Bột ngọt, đường, nước mắm bỏ rồi. Còn thịt em vớt ra rồi, bây giờ bỏ muối thêm nha. Thôi lạc, nước nồi nước nhiều quá. Ở dưới này còn tới 4 cục xương bự lắm mọi người. Nè, thấy không? Rồi xương cứ để riêu riêu, cho nó riêu riêu vậy đó. Nó ra nước ngọt 4 cục xương này nha. Cục xương này nó hơn 1 kg luôn á. Đâu? Hồi nãy đúng rồi, hơn 1 kg xương. Cái màu hấp dẫn đúng không mọi người ha? Nhưng mà nó lạc làm sao đâu á. Đường. Em muốn có cục nêm bún bò cho nên nó lạc kiểu gì á. Nêm nữa. Bữa nay không có cục nêm á.
Mà cái nồi này giờ cũng 8 lít nước ha. Chắc bỏ nhiêu ra vậy nó không đủ hay sao. Nó cứ lạc lạc nó làm sao á. Kệ đi ha. Nhưng mà mùi bún bò Huế thơm nha. Ok. Vừa ăn rồi bà con ơi. Rồi ăn chắc thịt bò đi mọi người ơi. Nóng nè. Ôi nè. Này cũng mỡ dữ, thần mỡ luôn à. Em Hiền sẽ làm một tô bún bò Huế cho mọi người cùng ăn chung nha. Trời ơi, rau thì hoành tráng luôn nha. Miếng bắp chuối đó, là nhóc rau luôn đó mọi người. Có giá hẹ luôn nè. Có giá hẹ luôn nha. Đó. Ở trên có rau gầm luôn nha mọi người. Có rau gầm trên này luôn nè nha. Rau bền đúng không? Giờ bún nữa nè. Ăn tô này no tới sáng luôn. Đó. Thấy chưa? Hơi bị nhiều bún đúng không? Kệ đi. Ông xã mang cho ông no luôn. Đặng cho ông mang cho ông có sức đi hát. Rồi cái này có mỡ mỡ nè mọi người đã nha. Giảm cân là ăn cái này nó né nha chứ. À, ăn giảm cân mà có này mỡ mỡ vậy là thua nè. Đó, thịt cắt mỏng dánh luôn. Mà này cái mỡ mỡ vậy vậy nó dai dai mới ngon nha mọi người. Rồi bô nút cho mấy miếng chả nữa nha. Chả nữa nè. Đó. Cho 3 miếng đi. Ăn lần cho nó tợ cho tởn luôn. Cho hết thèm luôn. Rồi ha. Bây giờ em sẽ chan nước súp lên nha. Trời ơi. Có bô nút cục xương không ta? Múc trên cục xương nữa cho nó hoành tráng nha. Hoành tráng chưa? Cái tô của em nó văng tùm lum thế ghê quá vậy.
cho mà bưng lên vậy là nhà hàng chê tiền nghe. Đó. Em mời cả nhà mình cùng ăn bún bò Huế nha. Ăn bún bò Huế có chả nè, có bò nè, có chanh nè, có ớt nè. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Cảm ơn mọi người đã xem.